thấy các cái ban ngành cũng như các doanh nghiệp, các cái tập thể cũng như là bên tòa soạn đã hỗ trợ trong này rất là có ý nghĩa để tôi tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, tạo một cái điều kiện cho các anh em phòng chống dịch của quận 5 cũng như các quận bạn và thành phố. Theo các y bác sĩ ở đây cho biết thì hiện nay là có hàng chục cái trường hợp nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 tại quận, với lực lượng chống dịch của quận trên 300 người cùng với các lực lượng phối hợp khác như công an, dân phòng, khu phố, bảo vệ khu phố đã ngày đêm nỗ lực hết sức. Do vậy những cái sự đóng góp của bạn đọc báo, chương trình Sồn Thai Nói Vòng Tay Lớn đồng hành chống dịch của báo rất là ý nghĩa với họ vào lúc này, nhất là ủng hộ cái tinh thần cho những người chống dịch.